À, mấy hôm rồi em xem một tuyến không? Thấy Ừ. thấy đang kỳ thi đại học đấy. Ừ. Thấy các bạn trẻ bây giờ đi thi đại học khổ quá. Ừ. Nhất là các bạn mà ở tỉnh xa khổ. Ừ. Nào là đi gồng gánh là bố mẹ đi theo này rồi đi thuê nhà trọ này rồi ăn cơm đường cháo chợ rồi thi thì khó khó khăn rồi nơm nớp lo sợ là thi trượt. Các thứ mình nghĩ mình cũng thương thật. À, thế đang nói chuyện đại học thì ngày xưa em học trường nào? Em làm gì có đại học, em chỉ học trung cấp thôi, trung cấp Dạ. nhạc viện, Trung cấp nhạc tức viện. là cũng chưa có cái cảm giác là mình phải coi như là khăn gói quả mướp đi thi. Em cũng thực ra là cũng nhàn nhã, học trung cấp 4 năm rồi làm ca sĩ đó. À, rõ ràng là có nhiều người quan niệm là học đại học là một cái điều mà bắt buộc nhất nhất quyết là phải có, nếu không thì không thể dẫn đến được một cái gì cả, không thể thành công Em không đồng ý vậy. đấy, thì đúng không? À, Ừ. thì Thục là không đồng ý đúng không? Anh nghĩ là nghĩ như Thục thì cũng có một phần đúng, tức là tất nhiên là đúng là không không nên tiêu cực, không nên nghĩ tiêu cực khi mà mình gặp phải một cái rắc rối và những cái gì mà nó không không vừa lòng, ví dụ như là đấy, không thi được đại học mà lại đi nghĩ những cái chuyện như thế thì Tiêu cực, tiêu cực. tiêu cực. À, thế nhưng mà tuy nhiên là quả thực là đi học thì nó là một cái điều rất là tốt đúng không?